ra 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 mở cửa ra mở cửa ra thế thì họ phải sinh nam còn chúng chúng họ cơ sở Thái Dương chúng ta là có một khách mời là chị trong họ phải sinh nữ. Chị là chuyên gia ngoại cảm về nước đấy. Vâng, hôm nay đến để test cân hoàng hộ vệ sinh nam. Mời chị Ngân Thị bước cái này cái nào nào sinh nam của chúng ta đâu. Chúng mày mở cửa ra chưa được chứ? Mình xin nhau, các em nghe hiểu lệnh của anh. Bây giờ em nguyên mở ra để cho chuyên gia ngửi nước đá ra. Vâng, cho nhỏ đầu tiên ơi, đây là Nguyễn Thị Ngân, biệt danh là Ngân Lửa, với khả năng ngửi nước đá 15 năm nay. Chị đủ tự tin để chứng tỏ là nước đá anh Trường mình hoàn toàn trong sạch. Vâng, sau 15 phút hít cả trong không khí đó. Này sao bên kia hít tiếp?